Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay mình like với anh chị, các bạn về cái đề tài ở trên không gian mạng. Mình lướt Facebook mình thấy cái vụ mà đăng kiểm giám đốc mà không biết chữ. Đấy, thì mình hổm rày mình nghe cái vụ này lâu rồi mà thấy cũng lu bu công chuyện, cho nên chưa có like để chia sẻ với anh chị các bạn. Thì tôi biết là ở Việt Nam mà khi mà có những cái nan đề gì thì những cái người mà bất mãn chế độ họ rất là bức xúc, họ không biết chuyện đó là cái gì, cứ là lôi đầu ông chính phủ, ông nhà nước ra chửi trước đã, không cần biết cái đúng hay sai cả. Cái người Việt của mình và những cái thành phần chống cộng ở hải ngoại anh chị các bạn, mấy cái đám mà xuyên tạc chống phá đất nước dân chủ của cũng vậy, là nó nhảy vô nó ào ào, nó mầm mầm, bắt đầu là ô nào là đồng chí đó là con đồng chí nào vậy đó, hay là thuộc cán bộ nào vậy. Các bạn thấy vấn đề mà Việt Nam của mình dân chủ quá, khi nhà nước mà đưa ra để cho cái vấn đề mà dân chủ quá trong vấn đề đăng kiểm, có nhiều người họ họ hiểu nhầm, các bạn biết không, họ không hiểu, họ thấy cái gì Việt Nam cái gì cái chính phủ cũng quản lý hết, nhưng có những cái mà chính phủ muốn cho tư nhân quá thì các bạn thấy cấp phép cho những cái người dân họ làm, thì khi vấn đề cái trạm đăng kiểm này các bạn nó thuộc về tư nhân, nhà nước chỉ cấp phép, trên vấn đề mà luật pháp thì phải làm như thế nào đấy. Thì cái ông mà đứng ra mà xin phép làm gọi là chủ tịch hội đồng quản trị là cái ông Phong, tên là Phong. Cái ông Phong này ông lại đi thuê cái ông Tài, ông Tài này lại ông không biết chữ đấy, mà ông cho ông Tài lên làm giám đốc, các bạn thấy không. Mà trong vấn đề dân sự đó thì mấy hai cái người này họ có những cái mâu thuẫn với nhau trong vấn đề làm ăn. Một ông nhận cái ông không biết chữ bởi vì nợ nần để đặng mà thanh toán giải quyết cái chuyện cá nhân với nhau. Thì các bạn thấy khi mà chuyện đăng kiểm tư nhân quá như vậy thì nó gây ra những cái sự bất cập, là họ làm không có đúng với lại cái pháp luật. Thì khi những chiếc xe đăng kiểm bị bày vẽ đưa ra ngoài cái thị trường để xe đồ chạy, nó không có đúng kỹ thuật giao thông, rồi người ta dừng xe, rồi người ta thấy những chiếc xe mới đăng kiểm mình tại sao nó có những cái lỗi kỹ thuật, từ đó mà cơ quan nhà nước họ mới vào họ điều tra. Đấy, điều tra cái ông tư nhân này sao ông làm việc nó bừa bãi như vậy, thì bắt đầu mới lòi ra một cái nhóm nó lạm dụng cái pháp luật Việt Nam. Các bạn thấy giao cho ông tư nhân ông làm thì mấy một số người đó lên mạng là bắt đầu tôi thấy vào trong một số trang Facebook của một số người trên mạng, chàng ơi, bắt đầu chửi chế độ, chửi chính phủ, chửi khó ngồi đó. Mà tôi thấy tôi lắc đầu, họ không có chịu tìm hiểu cái gì đúng cái gì sai chị có bạn, họ chỉ biết chửi. Nói chung chửi á, nó cũng có nhiều nhiều cái cách chửi, chửi như Khổng Minh mà chửi Dương Lãng, mà Dương Lãng phải học máu ra chết rồi. Thì cái đó mới là chị gọi là chửi, chửi mà làm sao mà nó thay đổi được cái con người ta, ta gọi là chửi có những cái văn hóa, chửi trong sự dạy dỗ hay là hướng dẫn để đặng cho cái người mà họ không có làm đúng cho nó tốt hơn. Mà đằng này cái người Việt của mình nó đâm đầu chửi, chứ là tại lỗi, là tại ông chính phủ, là lỗi tại cộng sản, lỗi toàn là cơ quan nhà nước bắt đầu cưới móc ra. Thấy nó làm sao đó, khi mà tôi phản hồi họ gì đó, họ cố chấp như các bạn. Có nhiều người cai cả lên mạng cũng giành quyền, tao là yêu nước đó. Mà Hằng Lợi Minh mày mà yêu nước cái gì vậy? Giành nhau yêu nước nữa chứ. Đấy, họ họ làm những cái chuyện nó rất là dị họ mà mình phản đối thì họ cho rằng họ là yêu nước số 1. Nó buồn cười như vậy đó. Các bạn thấy không? Ở Việt Nam mình, tôi nói chị các bạn, mai là ông nhà nước ông quản lý, chứ mà do mà dân mà quản lý thì nó còn kinh khủng hơn.
Đấy. Nó còn kinh khiếp hơn. Mạnh ai nấy tranh giành rồi làm hư hỏng, nó không có đúng theo những cái luật lệ hết. Cũng giống như gần đây tôi cũng thấy ngay cả vấn đề mà công chứng mà đưa cho tư nhân được hợp pháp cũng vậy. Gần đây tôi cũng thấy ông nhà nước bắt đầu cũng vào vào cuộc, một số các văn phòng công chứng mà được tư nhân quá đó bắt đầu có những cái sai phạm rồi đó, các bạn thấy không? Thì cái dân của mình họ còn mánh khóe dữ lắm trong vấn đề làm ăn pháp luật, họ chưa có nghiêm minh. Đó, cho đến khi nào mà ông nhà nước ông vô cuộc mà ông làm cho nó tốt hơn đó, thì mình mới thấy được những cái bất cập, cái vấn đề tư nhân thôi. Cho nên ở trên mạng này nhiều khi tôi chỉ lên đây tôi thấy cái gì đó nó không có phù hợp thì mình chia sẻ thôi. Cái chuyện mà đăng kiểm thì tôi mong rằng rất nhiều người hết sức là bình tĩnh, dù mình yêu nước như thế nào chăng nữa, mình có tấm lòng với quê hương chăng nữa, mình đừng có không nên phát biểu một cách bừa bãi, không nên cố chấp mà cứ ngồi đó bắt đầu là đem cái chuyện đăng kiểm ra, bắt đầu là phê phán chính phủ, phê phán những người lãnh đạo ở cấp cao. Rồi các bạn thấy ở trung ương người ta làm việc rất là triệt để, ai sai đến đâu thì pháp luật sẽ trừng trị họ tới đó, chứ không phải giống như ở những cái quốc gia tư bản các bạn thấy nó bỏ tiền ra là xong. Nếu mà nó làm sai nó bỏ tiền ra là chẳng ai bắt bớ hay là bỏ tù gì cả. Các bạn thấy ngay cả tổng thống Mỹ Bill Clinton sai phạm cả một hiến pháp, ông có đi tù đâu, không những ông còn hái ra tiền, hai vợ chồng ông về hết hết nhiệm kỳ về kiếm hàng trăm triệu, nó rất là khủng khiếp. Nhưng mà ở Việt Nam vấn đề tham nhũng, vấn đề vấn nạn của một xã hội ngày càng một được những ở trung ương người ta làm việc một cách triệt để làm cho cái xã hội nó càng càng tốt hơn các bạn. Cho nên nhiều khi tôi thấy vào trong những cái trang mạng, trang Facebook rồi một số anh em mà gọi là cờ đỏ đó, yêu nước rồi cũng phát biểu rất là theo cảm tính, chứ nhìn đâu cũng thấy sao cái chế độ này, cái cơ chế này nó tệ ghê gớm vậy, nó khủng khiếp như vậy. Nhưng mà thật sự các bạn thấy người ta đang làm tốt mỗi ngày để các bạn có được một đất nước nó hoàn chỉnh hơn. Cho nên cái gì cũng vậy, mình xem tin tức truyền thông báo chí bây giờ nó khủng khiếp lắm, nó không phải như ngày xưa, nó rất là khủng khiếp, nó có thể đổi trắng thay đen. Cho nên mình cũng phải cẩn thận sàng lọc, tìm hiểu đâu qua đó để hiểu rõ được cái nguyên nhân, cái chuyện mà cái ông giám đốc mà một chữ đó nó là thuộc về tư nhân hóa, nó thuộc về dân sự tư nhân chứ không phải do nhà nước. Khi mà họ làm sai thì chính phủ mới vào cuộc quản lý giải quyết cho nó tốt đẹp hơn, để những cái chiếc xe nó lưu hành trên lộ giao thông nó được tốt hơn. Các bạn thấy thôi thì mình la ra đây về cái câu chuyện mà đăng kiểm ở Việt Nam. Các bạn thấy vừa rồi cái vụ mà giám đốc mù chữ đó thì các bạn nên cố gắng tìm hiểu, cái này là thuộc về tư nhân cũng như phòng công chứng là của chính phủ nha. Tôi về Việt Nam tôi còn hiểu gì đó, khi các bạn đi đến công chứng thì phòng công chứng là thuộc về bên chính phủ, mà các bạn đi đến những chỗ để văn phòng công chứng là những người này được cấp phép, được chính phủ cấp phép để tư nhân hóa, để đặng họ họ góp phần một tay vào trong cái công việc mà giấy tờ, cho nó bớt đi những cái sự mà ùn tắc và những cái gánh nặng cho chính phủ, để tư nhân làm và họ sẽ giải quyết. Chính phủ chỉ đứng rồi chỉ cấp phép cho họ làm theo đúng luật. Thì thôi thì mình la tới đây, xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn. Bye 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 bye.